sót chứ là thu xung xí sợi bào phê nó lọ sót chứ cái anh nem sổ chứ giờ nó sợi chui rằng phai tham hay dùng kia sợi mà nó đẹp ém đó rồi má đẹp ém ra ra sưng mới nhận sổ cái thu xung xí ém một cái bây giờ sót mới là lăng này sợi bạc thế. Rồi mấy sổ chứ là má xả hết nó lọ hết đi con. Xả một ca lưỡi nha. Con gái em nó kêu chỉ nó uống rêu. Nấm mới bò khắc hệ thì tù hả con? Nấm gì bò khắc hệ thì tù à? Nấm gì cho bò sợ cho to khắc con má rồi sợ á, cho tù à. Ờ, tàu hủ nữa, vậy đi xuống nữa. Tàu hủ đó luôn. Sơ sơ sợ con má không con? Khắc khắc huy cho con. Khắc huy cho má. Khắc khuy nó sơi 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 bụi ừ thế đó nấm bây thật to khắc vào má ơi khắc tù rồi nấm bây giờ ừ khắc rồi khắc nhằn co rồi tua cắt kho sợi cắt tu cái má thật cái ua chứ riêu cua đó tụi nụ cái ua chứ đi nằm yếu là oi á nó xa luôn nè là oi mấy đó xả người chút khá lợi nghe hồ tụi mấy thù khá lợi cực nghe nghe chứ nghe còn em mến chào các anh chị và các bạn, các em, các cháu nha và cô chú. Nãy giờ bạn bây giờ mới giờ chào. Ờ. Coi còn đăng kia cho nó. Tánh khu nơi phá lại đi. Thêm mấy nịt ok. Nó khàng tàu hũ lại lo luôn con. Tàu hũ nào thô xiền mà má thô xiền nó khàng lại lo luôn xếp rồi. Khàng tàu hũ lo luôn rồi. Rồi tàu hũ nó xếp rồi nó lo luôn. Ok, thử mấy thử ha. Mắm mà sao nghĩa chứ hả? Bò o, bò miếng đó. Kiếm nghèo má. Trời ơi, nó khởi nghĩa, chỉ mới từ cười vô à. Nè nè, trả luôn. Kiếm nó trả. Hãy sức kiếp, hãy sức kiếp. Nó thô xì ngon xí ạ. Nó xì ngon nếu oi khỏe, nó khỏe nè. Ngon ha. Rồi, đậu hũ. Rồi. Yeah. Nó vừa oi. Nước ba bún riêu nè. Trên mặt xào nó ngon.
còn nấm ra má thấy lo cái kia nó mà chú ní từ từ đó là hết trời xuống ở tỉ xào sang chứ hành à phải cùng lấy chi mà má cho ăn lo kìa. Ồ, cho mình thích lọ hành hành lá lọ lọ nước bạc. Nó lẽ nó phải oi hệ xa còn giọt, nó phải cái kẻ thác rồi oi đó. Cho nó xa thì đó. Thang cái xà mèo cút nó cái này còn nha. Siêu to khổng lồ ăn cầu 4 ngày mới hết tại lần nấu em nấu nhiều nhiều vậy đó ăn mấy ngày luôn chứ không rảnh mà mỗi ngày mới nấu đâu nghĩ này nấu gì cũng nấu nhiều nhiều để tủ lạnh từ từ hâm ăn nó thời gian. Đã dùng rửa chén vô cái thịt xay rồi. Mời cả nhà ăn nước tiêu cùng gia đình em nha. Đậu hũ trắng, đậu hũ nướng hai loại, em thích đậu hũ trắng ăn nó mềm mềm ngon. Cái này nướng nè, nướng rồi đậu hũ ngon. Cái hạt hạt đều cái tiêu cua này hủ xa tá hay cam mía tá tá đây kiều chi ở bơ tá hủ á mẹ ngồi lu oi ra mà má hệ 15 minute thâu xuyên thuyền get 70 15 minute họ dụ thân của là 10 minute đó ngon nè xí à, mẹ ngồi lu oi mía hệ nó sốt rồi cho hệ lo mát mẹ hệ lo ơi bỏ của ơi mình tin hay lắm hay không cút kim kim mình nét kim chu kim kim chi hả kim hồ sởi ho thì máng máng thật cái mỡ tiêu đó con xong tham cho hết đó
Giờ thoát đâu rồi? Vô thủ cô mà má coi. Thủ cô mấy con. Ủa không tù tù má hề em kia hề bà ai coi. Thủ cô lấy. Má hề hồ chia cho. Hề dằn quanh xung xí. Ừ. Khỏi bà khẩm kia là má hề hồ chia. À, hề bà chứ quên. Hề nó kia con nhìn đó. Rồi tù tù ấu. Ờ vậy. Thế nào. Má khỏi hép sụt. Nam bởi si cần nóng tiền mà năng bỏ si cần nóng bởi bạc si. Nó khởi hép rồi cho còn hép nó ơi hồi gút. Ơi hồi dần chả lũ ngày đó hơi ngon. Ít to ơi. Má hề nước nám nó ngày xuống tháo. Đó. Má xuống mơ nhà lỏng mơ nhà. Cái nước nán, mẹ người ém, bà chúng mày kém rồi, dù sốt nữa thôi. Con khởi hép sụt nè, đó, còn hép nó nghe kìa. Ok, mà má gọ nó ngày quần xui cái ngò gai nè. Để bà cái lặng còi nó hết. Gọ hết. Ơi, nó to rồi Phan. Chỉ yếu là hạt điều á, nó sao xuống tháo xuống tháo kia đó mua xì lô hả con đấy. Xả mà dần là thì xì lô mua number thu không cái thôi cả dần là sẽ lên mấy nhịp thôi nó khỏi đi kia khỏi cái lọ thịt xay nhá mới to mới to. Mà má lọ liễu kia má lọ lọ nhìn lọ thi á khi nào dặn qua nó rồi chút xíu qua nó rồi dặn phít thêm mini đó cho nạp nhậu cha ta cũng pho đi mini rồi dặn qua nó rồi phít thêm mini cho xếp khi là xa rồi khi cảnh còn đã xếp không cho nó cả nhà xếp về mini cũng như là năm bờ thu các con nè nó xì lô người đó ok nè nó hề cỡ thu sân xí sà mo sân xí đó thu lọ mấy cái bà đó nó còn nhiều trời nó ấy nó kia chữ sấp xếp cái năng cho lo con lọ thổ mấy thồ xây kiến vậy họ liêu dù lọ ém nước nám bột nem nấm ok đó xếp cho lọ thổ mấy thồ lắm lọ ém luôn sắp chi mà má lọ dần quanh xương xí ém lọ còn lọ nước nám dần ba muỗng canh nước mắm cái muỗng tây muối cái bột nem nấm này kia ok ok chứ xả mua xì lô đó đó má hãy mua xì lô người dân rồi hồi nãy xét nó cho tó là sắp chi tó hép nó còn hép nó hề lọ mít po ok đó, bởi là hiểu mới ngon nè đó. Nhiều mới ngon, con cua mới ngon. Nó phồi tàu hũ á. Mẹ nó đúng
yếu. Bồi biết thì mình này thoát bỏ của bồi dành thêm mình này nữa. Ok. Đó. Lọ rêu. Chị má lọ ngò gai nè. Ngò gai cái hành xôi cái hành lá mít các bạn. Ok. Chị má ơi bà nha. Mình ơi bà nó mít lắm. Ha mình siêu ếch lọ nè. Cái ngò gai nè. Loại cái tháo á, loại cái tháp tháp á, nó chơi chơi cái bình xuôi cái tháp luôn á, nó hề lo. Khi mà má ướp nước nám, cái tiêu, cái hem chi á, nó ơi nó lọ, ôi nhìn ra nịch hun vậy đó. Cái bình xuôi mình chữ xếp đó, má còn ơi đã, đợi má phùi. Thì minute rồi kìa. Thì minute ngon. Mang thân của chắc gì baby của cái thân minute nó là thơm phai. Con xỉn mà gút là bỏ oi. Mang thân của thân của của thân minute thôi con. Ok. One time cái thân minute. Bùi thêm mấy nhịp ok ta sẽ má phải tàu hũ nó bơi từng đó má bởi chê cà choa nha tàu hũ á nó khởi cái chiếm chui chiếm này liền một pe chiếm chui dần thu đê á để xúc cho bảo quản. Ok thêm mấy nhịp nữa. Tên của anh chứ má mít bả mình đang mít to lọ ếch bả trời nó vừa mệt cái bà xí kình mà má mệt dần chả lụa cái mít to thì đó. Ừ, đó. Nó mít ếch đó tiêu tiêu với tỏi ớt riêu cua đó trộn cỡ chừng muỗng tay đó. Ok xương xí đó có khi nó lọ nước nám đi nèm ém đi nèm ém đó tại vì cua cua hơi kém rồi không mấy rồi sao mấy loại này ếm mình kém đó nhiều ai kinh xếp á dành 10 minute chữ bon xếp nó cho lọ cái cài con giờ má lọ cái súng tháo hôn. Ok đi nèm ha đó cắt cái cài lọ quần nèm súng tháo mà chứ khoan em cảm ơn các anh chị và các bạn các em các cháu đã xem hết video. Cảm ơn cả nhà đã dùng subscribe và like dùm cho em. Cả nhà dùng subscribe và like dùm cho em đặng có video mới mình xem liền nha. Cảm ơn. Hẹn gặp lại video tiếp theo. Bye bye. Thank you my friend and everybody. Happy and real. Thank you. Bye bye. See you next time. Này em xào nấm nè. Đổ vô. Chín rồi. Bye bye cả nhà. Chúc cả nhà nhiều sức khỏe nha.
em bỏ ngò rí vô là hoành xui á cho nó thơm. Mình thấy bông không có rời chân đi. Thank you.